thiên giới, các vị thần đã chọn ra một thế giới có độ khó cấp S để cứu rỗi, và nữ thần được chọn để thực hiện nhiệm vụ lần này là Zita, cô là một nữ thần tập sự và nếu nhiệm vụ này hoàn thành cô sẽ trở thành nữ thần chính thức. Ngoài mặt thì hứa sẽ cố gắng nhưng khi chạy về nhà thì cô lo sốt vó. Cô có nhiệm vụ triệu hồi anh hùng từ các thế giới đến và đến nay đã cứu được năm thế giới, nhưng với nữ thần thì năm vẫn là ít. Và thế giới có độ khó cấp S tức là thế giới đó đã tuyệt vọng đến mức thần kỳ cực cũng gặp khó khăn. Cô bắt đầu vùi đầu vào tìm anh hùng và chọn những người ở Nhật vì ở đó khái niệm xuyên không khá nổi và những người đó sẽ hiểu vấn đề nhanh hơn nhưng chỉ triệu hồi được một người cho một thế giới nên cô phải chọn người đủ mạnh và trong lúc đang bất lực với mớ giấy tờ thì đập vào mặt cô là một cái tên đó là ra người này dù chỉ mới cấp một nhưng chỉ số lại rất nổi bật và cô dám chắc đây là hiện tượng người xuất chúng một trên một trăm triệu cô tràn đầy hy vọng với người này và mơ về lúc trở thành đại nữ thần cô đã đến căn phòng và vẽ ra vòng phép rồi đọc lệnh bùm anh hùng đã đến cô nhìn ra thì thấy mê vì thân hình cân đối cao đẹp trai và tràn đầy năng lượng nhìn giống như đại thần cô còn mơ về việc cả hai đàm thắm nhưng tình cảm giữa thần và người bị cấm cô sau đó đã bắt đầu giới thiệu cho xê ra biết về lý do anh được chọn thì cô nghĩ xê ra sẽ đắm đuối trước vẻ đẹp này nhưng anh chê thẳng và gọi cô là con điên vì nếu cô là nữ thần thì tự đi mà cứu cái thế giới ấy nhưng thần đã đặt luật là không được phép trực tiếp can thiệp vào sự phát triển của con người nên để cứu con người thì cần con người ra tay xê ra muốn biết bản thân có được đặc quyền gì không thì éo có nhưng đổi lại thì anh đã có sẵn chỉ số khá cao Cô chỉ xê ra cách xem chỉ số thì anh thấy đúng là có kha khá thứ quen thuộc thật. Anh hỏi về chuyện sẽ xảy ra nếu chết thì anh sẽ bị đưa về lại trái đất và không thể trở lại thế giới cần cứu một lần nào nữa. Xê ra vẫn nghi ngờ nên Zita quyết định mở cổng sang thế giới đó để anh vừa xem vừa hiểu dần. Xê ra từ chối vì anh không dạy gì mà đâm đầu vào thế giới nguy hiểm khi chưa có chuẩn bị gì. Anh cũng không dạy mà tin tưởng Zita sẽ hỗ trợ được gì vì như cô đã nói thì nữ thần không được can thiệp quá nhiều. Zita bị coi rẻ thì hơi cay nhưng Xê ra chỉ xin cô để anh tập luyện đến khi sẵn sàng zita giờ mới nhớ là seza có một đặc điểm là thận trọng quá mức tưởng tượng zita đành đi gặp đàn chị là nữ thần phong ấn aria để kể về sự thận trọng của seza nhưng aria cho rằng thế giới cấp s nên thận trọng cũng tốt dẫu biết là đi đánh quái sẽ tăng nhanh hơn nhưng không cần vội vã quá cũng được aria cho cô lời khuyên là nên đối xử tốt với seza cho anh thứ cần thiết và đồ ăn đồng thời cư xử như một người bạn thay vì tỏ vẻ bề trên cô đã quay lại tìm seza và mang cho anh cơm nắm thì anh sợ có độc nên cô phải ăn thử cô cũng biến ra mấy thứ cần thiết cho sinh hoạt của seza Cô sau đó để lại một cái chuông và nếu xê ra bấm thì cô mới đến. Bốn ngày trôi qua, chuông không hề reo lên khiến Zita hoàn toàn chán nản. Một tuần trôi qua, đang chờ mòn cổ thì chuông đã reo. Zita chạy đến xem thử thì xê ra đã mở bảng chỉ số lên. Và anh đã tăng cấp không ít chỉ với việc tập thể hình. Một phần là nhờ kỹ năng cộng thêm kinh nghiệm này. Anh định cày phun cấp rồi đi nhưng như vậy sẽ tốn cả đời. Zit đã mở lại cửa để đưa xe ra đi. Anh thấy bản thân đã chuẩn bị đủ nên sẵn sàng. Cả hai vừa sang bên kia thì đã đến một ngôi làng để bắt đầu hành trình vừa vào làng cả hai đã được người dân chào đón nhưng xê ra nghi ngờ dân làng có thể là yêu quái giả dạng hoặc cũng có thể là tội phạm gì đó cả hai đã gặp một cô bé là nina cô bé có vẻ là người duy nhất không khiến xê ra nghi ngờ gì zita hỏi xem cửa hàng vũ khí ở đâu và được chỉ đến zita đưa xê ra một số tiền để anh mua trang bị xê ra vào hỏi mua giáp và quyết định mua ba bộ để dự phòng luôn nhưng cách vung tiền này khiến zita phải tự lựa giáp cho anh mua giáp xong thì xê ra qua cửa tiệm khác và dùng sạch tiền để mua bom khói và thảo dược zita cho rằng anh đang lo quá mức vì cô là một hướng dẫn viên kỳ cựu nina cũng cho biết gần đây chẳng có gì ngoài slim nên một đứa con nít cũng sẽ thấy an toàn cô bé tặng cho sê ra một chiếc bùa và anh lại nghĩ đây là đồ bị nguyền khiến zita phải bịt miệng cả hai sau đó đã đi đánh quái và chỉ một con slim bình thường cũng khiến sê ra dùng luôn nhát chém nguyên tử và tung thêm cả hỏa ngục lặp đi lặp lại vài lần thì sê ra mới yên tâm đang định lên đường đến thị trấn kế thì đột nhiên một trong tứ thiên vương xuất hiện Cô ta là Machina và cô ta đã được căn dặn về sự xuất hiện của anh hùng nên mới tìm mấy thị trấn khởi đầu để săn lùng. Trước tình cảnh này thì C ra quyết định dùng đến kế thứ 36, tẩu vi thượng sách. Zita nhanh chóng chạy theo và trách xe ra vì bỏ cô lại phía sau. C ra đã dùng bom khói để quay lại cứu cô và nhờ cô mở cổng về lại thiên giới. Chạy gần đến cửa thì Machina đuổi đến buộc xe ra phải tung hỏa ngục để rút lui. Vừa về đến thiên giới thì C ra lại đuổi Zita đi để anh tập luyện tiếp. Vì anh muốn phải mạnh hơn để áp đảo đối thủ chứ không thích đánh cân kèo. Khi nào tập đủ anh sẽ gọi cô bằng cái chuông và trong lúc đó thì đừng tới đây. Hai ngày trôi qua, Zita quyết định lấy quả cầu pha lê mượn từ Aria để xem tình hình thế giới ra sao thì thấy Machina đã tàn sát người dân để ép cả hai quay lại. Cứ 10 phút cô ta sẽ xử một người, Zita chạy đến báo cho C ra về việc này nhưng anh vẫn chưa đủ để quay lại. Anh muốn biết 10 phút dưới kia bằng bao lâu trên này thì được cho biết là 16 tiếng, nên anh muốn tận dụng hết thời gian có thể để tập tiếp. Nhưng người sắp bị xử tử tiếp theo là bố con của cô bé Nina, Zita không nhìn được nữa và mở cổng thì bị cản lại. Cô nghĩ Seja đang sợ nên mới cẩn trọng như vậy. Cô cho rằng Nina vì tặng anh bùa bình an nên mới gặp chuyện thì anh cho rằng đây đúng là đồ bị nguyền. Zit đã mất hoàn toàn hy vọng và anh và thấy bản thân đã sai lầm khi chọn anh đến đây. Cô vừa định bỏ đi thì anh đã sẵn sàng để đi. Vì anh cho rằng nếu bản thân chết thì cả thế giới đó cũng chết nên mới phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Anh đã lên đủ cấp để đấu với Machina. Zita định mở cổng ở giữa thị trấn thì bị gõ vì làm vậy khác gì kích động kẻ địch. Seiza sau đó đã xuất hiện ngay lúc Machina định ra tay và tung một nhát chém xe gió. Machina né đi nhưng mục đích của Seiza là cứu người. Machina nhận thấy Seiza đã mạnh lên nên quyết định phá vỡ giới hạn, chỉ số của ả ta tăng lên đáng kể. Đã vậy còn vung thanh kiếm khổng lồ đó như một cây kiếm thường, nhưng Seiza vẫn bắt kịp được tốc độ đó khiến Zita vẫn có hy vọng thắng, nhưng ả ta đã dùng đến con bài tối thương đó là tự đâm kiếm vào bản thân và phóng thích hình dạng thật. Ata à, ta có sức mạnh vượt trội hơn nhưng khi đánh với Seiza thì anh vẫn né được dễ dàng khiến Zita nghi ngờ anh đã che giấu chỉ số của bản thân. Zita soi thử thì bị bao cái khóa cản lại, cô đã dồn năng lượng vào mắt và xem được chỉ số thật của Seiza. Chỉ số của anh còn gấp 10 lần so với lúc cô thấy ở thiên giới, tức là anh lúc đó đã đủ để đánh Machina nhưng vẫn cẩn thận về tập thêm. Machina định dùng phép xóa sổ cả thị trấn, nhưng Seiza còn có cả kỹ năng bay. Anh dùng một nhát chém phượng hoàng và kết liễu hoàn toàn Machina, từng mảnh của cô ta rơi xuống và Zita vui mừng ôm lấy anh nhưng anh sợ bị cô lây bệnh, cô cũng giận vì anh che giấu chỉ số với cô. Nhưng anh cho rằng nếu cô thấy được thì địch cũng vậy nên anh mới phải giấu, dân làng sau đó muốn cảm ơn xê ra và muốn mở tiệc. Nhưng anh vẫn còn việc phải làm, anh gom xác của Machina và cả cây kiếm lại rồi đốt cho bằng hết. Kể cả khi đốt thành cho thì anh vẫn tung thêm hỏa thuật cấp cao khiến cả thị trấn bốc chạy, anh tung thêm phát nữa và khi hết cháy thì làng chỉ còn lại cho. Thị trưởng xin cả hai đi sớm, đi được một đoạn thì hai bố con Nina đã đến trả ơn bằng một ít tiền có được xe ra lấy luôn khiến zita bất mãn vì anh không những đốt nhà người ta mà còn chấn lột như này nhưng hai cha con vẫn rất vui vẻ tạm biệt cả hai zita muốn đến thị trấn kế để có trang bị tốt hơn nhưng anh muốn về tập tiếp vì từ giờ địch sẽ gửi kẻ mạnh hơn đến anh cho rằng trang bị thì cô cũng có thể tạo ra nhung cái đấy là bị cấm nên anh nói zita là đồ vô dụng anh cho rằng tác dụng hồi phục của cô chỉ đơn giản là ngang với thảo dược Lang nhăng một hồi thì cô cũng chịu mở cổng những ngày sau đó xe ra tiếp tục tập luyện khiến zita phát bực cô than vãn với aria về việc đầu của xe ra chỉ toàn cơ bắp nhưng cách này cũng chẳng thể dùng mãi được nên cô không cần lo. Zita xem Aria là mục tiêu để cô phấn đấu dù cô thấy bản thân không xứng. Cô đã cứu 300 thế giới nhưng vẫn có một thế giới cô không cứu được, dù độ khó chỉ là cấp B. Đang trò chuyện thì C ra sông vào, anh cho biết bản thân không còn lên cấp nhờ gặp bụng nữa. Zita đã chỉ anh cách là đi diệt quái tăng kinh nghiệm nhưng cách này quá rủi ro nên Aria nghĩ là nên để anh đi tập với một vị thần. Như vậy thì có thể lên cấp nhanh mà không sợ rủi ro. Zita không biết Aria kiếm đâu được vị thần sẵn sàng giúp họ thì Aria đã có cách cả ba đã đi gặp vị thần kiếm Sirius. Aria nhờ ông giúp huấn luyện cho Caesar. Ông đồng ý và cảnh báo Caesar rằng khóa huấn luyện sẽ rất khắc nghiệt. Nhưng anh thấy ông có tinh thần tốt nên đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng. Anh sai được cả Sirius đi theo tập luyện. Anh có thể theo kịp tốc độ và sức mạnh của ông. Ngày đầu tiên tập luyện, Zita đã gặp Sirius hàng ngày để nghe xem sự tiến bộ của Caesar ra sao. Chỉ mới ngày thứ hai mà Sirius đã bắt đầu nói lắp. Ông hơi cay khi không được dùng sức mạnh thật sự với Caesar. Ngày thứ ba, Sirius đã bắt đầu đờ đẫn. Ông bắt đầu nổi nóng vô cớ và xin lỗi xong thì bỏ đi. Ngày tiếp theo, Zita đến nhà ăn để lấy ít rong biển. Cô vô tình bắt gặp Xê-ớt đang trốn sau này. Ông đang trốn xê ra vì anh đã quá mạnh nhưng vẫn muốn mạnh hơn và không tha cho ông nếu ông nghỉ ngơi. Xê-ớt không ăn không ngủ suốt mấy ngày trời và thấy xê ra thật sự là một tên siêu cuồng chiến. Đột nhiên xê ra bắt gặp ông ở đây nên đến lôi về tập tiếp. Nhưng ông quá sợ và vứt luôn kiếm của bản thân. Xê ra vẫn kéo đi nên Zita đã xin thay. Nhưng Aria thông báo là đại thần Ita muốn gặp nên cô muốn ớt giáng trụ đến gặp Ita. Bà có nghe về việc anh hùng của cô đang tập luyện với Si ớt, nhưng Si ớt thì đã bỏ cuộc nên bà cho biết Si ớt từng là con người nhưng được xóa ký ức và cho làm thần. Nhưng cảm xúc vẫn còn và khi bị dồn ép thì phần yếu đuối trong tim có vẻ đã tuôn ra ngoài. Còn về lý do Ita gọi cô đến đây là vì muốn cô nhanh chóng đi đến thị trấn tiếp theo gấp vì địch đã bắt đầu hành động và nơi đó còn có đồng minh cho họ. Cô quyết định về gọi Se ra đi gấp, anh lúc này đang bạo hành Si ớt. Cô muốn đưa Se ra đi gấp thì anh cũng nghĩ bản thân đã chuẩn bị đủ và moi hết thứ có thể từ Si Vừa sang thị trấn kế tiếp, cả hai thấy người dân đang rời đi vì tòa thành phía tây bắc đã bị xác sống đánh phá xê ra hỏi cách đánh xác sống thì có lửa và nước thánh anh quyết định đi đến tiệm và mua một nghìn lọ nước thánh nhưng họ không có nhiều đến vậy nên xê ra đòi gây sự với ông chủ buộc giết ra phải cản cả hai sau đó đến nhà thờ và gặp được hai người sẽ là đồng đội của họ là mát và lulu vừa gặp cha xứ thì anh đổ luôn nước thánh lên đầu và khiến ông ta lộ ra là xác sống ông ta đã định ăn thịt anh lúc anh thiếu tập trung anh đã cắt tay chân của ông ta nhanh đến mức không ai thấy anh vẫn cẩn trọng đổ nước thánh để kiểm tra vì cha xứ thường là người già nhất nên sớm muộn gì cũng thành xác sống ông ta cho rằng đội quân của một thiên vương nữa sắp đến với đội quân 10.000 xác sống xê ra mặc kệ mà quyết định tung hỏa thuật mạnh nhất để không cho ông ta cơ hội tái sinh Zita phải đưa ba người kia ra khỏi đây và chỉ vài giây sau nhà thờ đã bay màu sơ chứng kiến mà ngất luôn còn mát và lulu giới thiệu cả hai là long nhân nhưng anh dùng nước thành kiểm tra thử cho chắc cả hai sau đó soi thông tin từ cặp đôi này thì Zita thấy họ có tiềm năng nhưng xê ra nói thẳng là không cần dù sau này cả hai có thể hóa rồng và sẽ hữu ích nhưng anh vẫn éo cần. Vì chỉ số quá thấp và khả năng cảm nhận nguy hiểm cũng kém, mắt không chấp nhận để bị bôi nhọ nên đòi đánh một trận. Đúng lúc này thì quân lính tìm đến, họ nghĩ nhóm C ra là kẻ xấu nhưng Sơ đã cho họ biết rằng đây là anh hùng và nữ thần. Với cả ngày mai sẽ có 10.000 xác sống đến tấn công, họ đã cúi đầu trước xe ra và muốn anh chiến đấu cùng. Nhưng anh đòi trả công và họ cũng không cần phải theo anh chiến đấu. Có bao nhiêu lính cứ cho ở lại phòng thủ thị trấn là được. Hai đứa nhóc đây cũng không cần đi theo mà ở lại phòng thủ, anh sau đó quyết định tự mình đi đấu với 10.000 con xác sống để bảo vệ mạng cho những con người yếu đuối và trên hết là anh không cần cả Zita khiến cô bị sốc cô quyết định kêu gọi thiên giới ban cho cô đôi cánh để cô bám theo xe ra bị bám theo thì tăng tốc nên cô cho cánh to hơn nhưng vẫn không kịp khiến xô ra buộc phải đưa cô theo anh tăng tốc khiến cô theo không kịp khi đến nơi thì nhìn cô khá tơi tả xe ra muốn cô im lặng vì trước mặt đã làm đám xác sống anh quyết định sẽ một chiêu dọn hết đám này xê ra gọi xuống một viên thiên thạch và thiêu dụi cả đám xác sống trong một đòn chiêu này khá bị hạn chế nên không thể dùng thường xuyên nhưng anh vẫn ném thêm viên nữa cho chắc anh sau đó có vẻ mệt và nghĩ là đã dùng quá nhiều năng lượng nhưng thực ra là vẫn còn 13.000 trên 15.000 hai ngày sau đó Lulu tìm đến Zita và cho biết Matt đã mất tích suốt hai ngày và không có liên lạc gì Zita vẫn nghĩ là không có gì to tát vì đám xác sống đã được xử hết xe ra thì cứ cắm đầu vào làm kết hợp giáp và vũ khí nhờ kỹ năng mới có được anh đã tổng hợp được ra cây kiếm này nhờ vào tóc của Zita anh cần thêm nghìn sợi nữa nhưng giờ bứt ra có mà hói đột nhiên chủ trọ mang đến cho họ kiện hàng mà một người mang áo choàng gửi đến trong đó là chiếc gương soi một lúc thì hình ảnh mát bị bắt chói hiện ra bên kia chính là một trong tứ thiên vương tên là Makla la hắn vẫn sống vì không đi chung với đàn xác sống lần trước hắn quyết định trả thù xê ra vì anh đã tiêu diệt đàn xác sống mà hắn ta gầy dựng mát cũng chịu thừa nhận xê ra vì dù anh có cao ngạo thì vẫn là anh hùng hàng thật hắn định xử lý mát luôn thì xê ra đã thừa nhận mát có chí khí nên anh sẽ để cậu nhóc đi theo vác đồ anh bảo zita mở cổng đến thiên giới và rồi tung một nhát chém đứt tay tên Makla la đây là kiếm chém xuyên không gian nói xong thì anh đưa zita vào cổng và cho biết mát có 10 giây trước khi tên kia tìm cách để kết liễu cậu nhóc nên họ có 15 phút tại đây để tìm ra vị trí của mát anh đã đến tìm ita và nhờ mở cổng đến chỗ của mát vì chỉ là mở một cánh cổng nên bà chấp nhận và cho anh quá giang anh đã chuẩn bị chiêu rồi đi qua cổng tên Mark la đang đau đớn vì đứt tay thì xê ra đã lao ra cho một cầu lửa zita thì tranh thủ cứu mát và chữa thương còn xê ra thấy mát la đang được một ngọn lửa bảo vệ ngọn lửa đã tạo ra một con quái và ra có chém cũng không ăn thua. ta nghĩ là ma nên kêu anh dùng nước thánh, nhưng anh đã thử rồi mà chẳng có tác dụng. Hắn ta cho biết đây là quái vật hệ lửa mạnh nhất, nó kháng mọi đòn tấn công từ phép băng. Hắn còn tốt bụng giải thích cho họ biết cách tiêu diệt con quái là phải có thêm kỹ năng dạng dồn lực rồi đẩy băng thuật vào thì mới giết được. Hắn cho rằng bản thân đã đủ sẵn sàng khi chiến đấu với ra vì anh chỉ có phép lửa nên nếu tạo ra quái kháng lửa là ăn. Nhưng hắn không hề nhận thức được việc anh đã chuẩn bị đến mức anh đã tập vài kỹ thuật tay không và có kỹ năng dồn lực đồng thời còn có chiếc vòng giúp anh dùng được phép băng. Anh cũng có nhiều loại nguyên tố khác chỉ nhờ vào tóc của Zita. Anh sau đó mới dùng hỏa thuật để phá nốt cái bức tượng băng của con quái. Anh cho rằng hắn quá tự phụ khi nói ra cách để diệt con quái. Giờ anh sẽ dọn nốt cái đống hỗn độ này. Zita biết chuyện gì sắp xảy đến nên đưa mát đi trước và để anh tự nhiên. Lúc mát tỉnh dậy, cậu nhóc đã ở nhà trọ và được Zita cho biết là đã ngất từ khi rời khỏi căn hầm. Cậu nhóc giờ cũng đã khôn ngoan hơn và chấp nhận sự cách biệt giữa cậu nhóc và ra Cho nên cậu xin được nhận ra làm thầy anh cho cậu nhóc làm gì thì làm miễn vác đồ là được Zita thấy cái nhóm này toàn là bọn dị dị nhưng chí ít là cũng đã ổn thỏa sẵn đây thì mát muốn đưa xe ra đến hang rồng vì theo truyền thuyết 16 năm trước con rồng đã hạ thế và mang theo cả mát và lulu đến cho làng theo đó là lời sấm rằng hai đứa trẻ này sẽ là đồng đội đắc lực để hỗ trợ cho anh cùng cứu lấy thế giới họ sẽ cùng đến hang rồng để mở phong ấn và lấy được được vũ khí mạnh mẽ để đánh bại ác quỷ Zita định đi luôn thì xe ra chưa cho phép anh muốn cả bọn về lại thiên giới một chuyến Mát và Lulu cũng được cho đi theo và cả hai chó ngợp trước hình ảnh của thiên giới. Cả bọn sau đó kéo nhau đi tìm ớt. Ông lúc này đã chán kiếm và chuyển sang làm bánh. Vừa thấy Zita, ông đã ngay lập tức trốn. Cả bọn lại xem thử thì ông nói bản thân tính giải nghệ vì dùng kiếm khá nguy hiểm. Ông muốn họ ăn thử bánh nhưng ai cũng chê khiến ông còn suy sụp hơn. Xe ra muốn ông quay lại với công việc chính là huấn luyện. Ông hoàng sợ không dám nhận nhưng lần này là huấn luyện cho mát để cậu nhóc khỏe hơn khi xách đồ. Ông nhận thấy mát khá yếu nên tự tin trở lại và đồng ý luyện tập. Zita thấy ông quá dở hơi rồi, vì nhận thấy mạnh hơn là lại trở về tính cách cũ, kiểu vừa thấy thương vừa thấy ghét. Còn Lulu thì được dẫn đến chỗ nữ thần lửa để học hỏi thêm, còn Seja cũng phải kiếm ai đó để dạy cho anh. Đang đi thì Zita đụng trúng nữ thần Vakiji, cô ta có vẻ khá côn đồ và hở tí là đòi cắt tiết người ta. Nhưng vì Zita có hai quả bưởi cũng được nên tạm tha. Seja nghĩ cô bị bắt nạt trên này nhưng Vakiji đối xử với ai cũng như vậy. Seja thì chỉ để tâm việc Vakiji có vẻ rất mạnh, zita cho biết vakiji là người được xem là mạnh nhất thiên giới và cô ta sẽ không chịu dạy ai nhất là con người nhưng seza thản nhiên gọi cô ta là đồ khoe hàng và đòi cô ta chỉ dạy cô ta rất tức giận với thái độ của seza và đòi xé xác anh ra bất chấp việc anh có là người hùng xin lỗi cũng không đủ mà phải chết tận nghìn lần aria đã phải đến xin vakiji bỏ qua thì cô ta mới nể mặt mà tha cho aria cho rằng nếu seza cần tìm người dạy kiếm thì cô có người để giúp việc đó cô dẫn seza đi gặp nữ thần chiến tranh aden một nữ thần khá là hướng nội và lập dị Zita đã nhờ cô giúp dạy cho ra nhưng cô ta lại cười một cách quái dị. Bị ra nói tởm nhưng cô vẫn chấp nhận dạy cho anh. Cô sau đó di chuyển nhanh ra sau lưng họ và ra vẫn nhìn theo kịp. Cô cho biết đây là một kỹ năng thần tốc. Và để xem ra sẽ học được nó hay cơ thể anh sẽ bị chiêu thức này hủy hoại. ra chốt kèo mà không do dự. Aden thấy anh cũng có gan nên dẫn đi. Ngay luyện tập đầu tiên, mắt có vẻ ổn. Lulu thì Zita nghĩ là cũng sẽ ổn vì nữ thần lửa khá là tốt bụng. Cô bắt gặp Aden ngồi một mình và biết ra đang tập một mình. Cô vừa nói về xe ra vừa cười khiến Zita có chút khó hiểu. Ngày thứ hai, Matt và xe ra lại ngồi ăn chung ở căng tin. Lý do cả hai ở chung là vì Matt muốn xe ra chỉ dạy thêm vài mẹo. Xe ra đã rời đi trước và Zita thắc mắc thứ Matt học được là gì thì chỉ toàn là sự thận trọng và phải biết nghi ngờ mọi thứ. Lúc mang đồ ăn đến tìm xe ra thì cô phát hiện Aden đã thay đổi để khác hơn sẽ với mọi ngày. Cô không biết xe ra có kỹ năng sát gái nữa hay không vì nhìn rõ ràng là Aden đã say nắng trước xe ra. Đã vậy khi hỏi về vụ luyện tập thì xe ra cũng đã luyện xong rồi đen công nhận ra là người duy nhất cô xem là số 1. Ngày hôm sau, cả nhóm đã sắp phải lên đường nên Matt đã đi cảm ơn ớt Zita thấy Matt đã tăng cấp nhiều hơn hẳn và ớt có vẻ là một giáo viên tốt thật. Đến đón Lulu thì cô bé có vẻ không cải thiện được mấy. Zita đi gặp riêng nữ thần lửa thì biết cô bé không có tài trong ma pháp lửa mà chỉ tốt vì kỹ năng bẩm sinh có được. Có điều tốt nhất thì vẫn nên từ bỏ khi còn có thể. Họ sau đó đi tìm xe ra thì anh đang chờ vì đen nói là có gì đó cần đưa. Cô ta mang đến cái bánh và thay đổi gần như toàn diện từ một người u tối trở thành một người tràn ngập tình yêu. Cô muốn xê ra nhận cái bánh và đưa cô đi theo nhưng anh từ chối thẳng thừng và chỉ chấp nhận Aden vì cô đã chỉ dạy chứ về vụ muốn ở cạnh thì anh không cần. Aden bị sốc nặng còn xê ra muốn đi luôn, nhưng sắp đi qua cổng thì Aden đã nổi loạn và tàn phá xung quanh buộc Zita phải yêu cầu xê ra xử lý vụ này trước rồi mới đi. Cả nhóm đã quay lại thế giới cần cứu và Matt có thể cảm nhận được hang rồng ở gần đây. Lulu muốn chuẩn bị sẵn phép nếu có quái nhưng xê ra chỉ cần cả hai sách đồ là được. Họ có phát hiện có quái gần đây và mát muốn thể hiện tí thì một con chim lửa đã xử lý chúng. Cái này là do xe ra gọi ra và trong bán kính 50 mét có quái nào là chim sẽ tự đánh. Bao nhiêu quái xuất hiện đều bị chim lửa xử hết khiến hai đứa nhóc tủi thân. Zita định xem thông tin của xe ra thì toàn số 1. Cô định phá bỏ cái phép che mắt thì mấy số 1 đã bay đến đâm vào mắt cô. Xe ra cho biết lần sau còn nhìn nữa là đi luôn cặp mắt. Cả nhóm sau đó đến làng của người lùn và Zita cho biết họ là dù được xem là quái vật nhưng là chủng tộc hòa bình. Ông chủ quán đây biết họ định vào núi nên gợi ý là họ sẽ cần núi, xe Gia định mua 500 cái nhưng Zita kêu 5 cái là đủ. Cả nhóm đi tiếp thì dấu ấn trên tay hai long nhân phát sáng và mát đã có thể tìm được hang động. Đến ĐEOC cửa phong ấn, trên đó có hai hình bàn tay và hai đứa nhóc nghĩ đây là lúc tác dụng của chúng được phát huy, nhưng xe Gia dùng kiếm pháp mới học được để chém luôn cổng khi vào trong, cả nhóm thấy một tế đàn và một giọng nói đã vang lên nhắc nhở cả nhóm biết về việc đây là cổng đến làng Rồng và khi đến nơi thì vũ khí sẽ thuộc về họ. xe Gia muốn chắc chắn nên đã để một con thần lằn đi trước bên kia thấy chỉ mỗi con thần lằn thì nghĩ là sai sót nhưng ra thấy con thần lằn trở về lành lặn mới tin tưởng đi vào vừa đến làng rồng cả nhóm được một long nhân dẫn đi ý kiến nữ hoàng mát và Lulu là người được chọn bởi có ghen người trội hơn khi đến gặp nữ hoàng bà đã chỉ cho mát cách biến thành rồng và biến xong thì chỉ số của mát nhân mới lên nếu luyện tập cậu nhóc có thể trở thành thần rồng Lulu muốn biết vai trò của bản thân là gì thì được cho biết là cô nhóc sẽ hy sinh thân mình để trở thành thanh kiếm huyền thoại giúp đỡ ra Ai nấy đều không đồng ý dù lời tiên tri đã nói là phải hiến dâng sinh mạng của một cô gái long nhân có hình dáng con người, chỉ thanh kiếm đó mới đánh bại được ma vương. Quân đoàn quỷ vương lúc này đã chiếm được 70% thế giới, nên họ càng chậm trễ thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Và cách duy nhất để cứu thế giới này là tiêu diệt ma vương, và để làm điều đó thì họ cần thanh kiếm. Lulu nghĩ đây là vinh dự của cô nên không dám chống đối gì. mắt không chắc cô bạn thở nhỏ có ổn không, nhưng Lulu nghĩ đây là cơ hội để cô bé tỏ ra có tác dụng với mọi người và dù thành kiếm thì cô bé cũng có thể được đi theo một nữ thần và anh hùng. Zita giờ mới nhớ lại việc là phải đánh bại quỷ vương thì mới xong việc. Định quay qua hỏi xê ra thì anh đang đi mua hạt giống tăng tốc độ. Zita muốn anh lo việc của Lulu nhưng anh cho rằng Lulu cũng tự biết rõ bản thân cô bé cần làm gì. Ai cũng nghĩ là anh có ác ý và muốn Lulu chấp nhận định mệnh của bản thân. Tối đó, cả làng đã tổ chức tiệc và Zita muốn xê ra đừng có tỏ ra xấu tính như những lần trước mà cứ nhã nhặn nhận đồ nếu ai đó đưa. Buổi lễ sau đó đã bắt đầu ngay khi Lulu đến cô nhóc sẽ phải nhảy xuống cái hố và rồi hóa thành kiếm. Cô nhóc dần dần nghĩ lại nhưng vẫn hy vọng là sau khi thành kiếm thì xê ra sẽ nhớ mà bảo dưỡng, mắt không chấp nhận được cái nghi lễ này và đòi phá khiến Lulu nghĩ lại. Nhưng cả làng đã bắt đầu mất trí và ép Lulu phải nhảy bằng được. Zita thấy đây rõ ràng là giết người trắng trợn. Xê ra đã phải đến cứu lấy Lulu vì anh chỉ chấp nhận cô làm người sách đồ chứ mà thành kiếm rồi thì sách kiểu gì. Cả làng nghĩ họ tạo phản nhưng Zita cho rằng họ có thể tự chiến thắng quỷ vương mà không cần đến thanh kiếm vì họ không muốn hy sinh một người bạn nhưng nữ hoàng cho rằng đó là suy nghĩ ích kỷ bà ta cũng đã cho tẩm độc vào thức ăn nên mát và zita đều không thể di chuyển cứ nghĩ xê ra cũng bị nhưng anh đạp luôn đám lính bơi ban nãy anh không hề ăn vì ăn đồ mà thần lằn đưa thì quá tởm anh đã nhả ra lúc không ai để ý anh chỉ ăn đồ do duy nhất zita làm ra cô nghe vậy thì khoái ra mặt như nữ hoàng dù không muốn ra tay với anh hùng nhưng họ không cho bà ta cách nào khác bà đã biến thành hình dạng rồng hoàn chỉnh và bay đến xê ra chỉ số bà ta cao một cách khủng khiếp đã vậy còn vảy cứng và kiếm thông thường thì không thể xuyên qua được nhưng anh nói mát lấy hàng trong túi ra đó là một cây kiếm diệt rồng anh đã chuẩn bị trước vì nghĩ là sẽ phải chạm trán với rồng khi đến đây nguyên liệu là một kiếm tóc của hai long nhân và một trăm sợi nữa từ zita từ đâu mà có thì là anh nhổ trong lúc cô đang ngủ anh chém được một nhát vào bà ta nhưng một lẫn nữa bà ta cho rằng bản thân rất thận trọng khi đã để lulu đeo một dây chuyền bị nguyền sau ba phút nữa thì lulu sẽ chết vì làm kiếm chỉ yêu cầu xác thịt chứ không cần mạng sống phải còn nguyên anh muốn bà ta giải nguyền nhưng nó chỉ được giải nếu bà ta chết nên xe ra sẽ không ngần ngại nữa. Anh Tông phượng hoàng lửa thì lấy được nửa máu của bà ta, nhưng bà ta dùng phép hóa cứng bản thân để chống đỡ buộc xe ra phải ăn hạt tốc độ và lấy hai kiếm. Cậu thêm kỹ năng mới học được và lao đến chém liên tục vào bà ta, nhưng chém bao nhiêu cũng chẳng mất máu. Dù vậy thì anh vẫn chém không ngừng nghỉ và chỉ còn một phút nữa thì Lulu sẽ chết. Nhưng anh biết bản thân đang làm gì, khi bà ta nhận ra thì bà ta đã ở sát vực. Rita khuyên bà ta giải nguyền hoặc rơi xuống vực, đắn đo một hồi thì bà ta cũng giải nhưng là giải hóa cứng để bay lên và khạc lửa xuống xê ra chém ngược lại bà ta khiến cánh bị thủng và rơi xuống xe ra đã đưa lulu về với mát và thanh kiếm sau đó cũng từ dưới vực bay lên anh dùng kiếm và lấy thêm tí máu của lulu để biến nó thành thánh kiếm hoàn chỉnh anh cho rằng thanh kiếm đã hoàn thành thì sứ mệnh của tộc long nhân cũng đã xong đôi bên cùng có lợi với cả nữ hoàng cũng nói là muốn dâng mạng cho việc tạo kiếm nếu có thể và giờ thì hoàn thành rồi nên giải tán cả nhóm đã ra về và zita muốn hai long nhân đi trước Cô sau đó có chất vấn xê ra vụ nhổ tóc, với cả cô cũng biết thanh này không phải là thánh kiếm mà là một cây kiếm pha ke do xê ra bày ra để qua mắt người khác. Anh thấy cô cũng không dễ bị qua mặt nên yêu cầu cô không được nói cho ai biết. Vừa ra đến cửa hang thì cả nhóm đã bắt gặp một tiểu đội đang ở đây chờ họ. Quân lính cho biết là có một đàn quân rùi của Ma Vương đang tấn công Vương quốc từ phía đông bắc và cần anh hùng xử lý giúp. Xê ra quyết định đi trinh sát thử, anh sẽ đưa mát đi còn Zita sẽ đưa Lulu theo. Cả nhóm đã thấy đám rùi từ phía xa, cả nhóm tạm núp đi và bắt gặp được tên dẫn đầu đám này là một con ruồi tên là beo hắn có chỉ số khá bình thường nhưng tốc độ thì nhanh gấp mấy lần những kẻ từng gặp tên này đã cho đám ruồi bắt quân lính lên cao rồi thả xuống hắn biết anh hùng sắp đến nên mới tàn sát bừa bãi cả nhóm giờ mới biết lý do đám ruồi vẫn chưa tấn công vào cung điện họ sau đó đã đi gặp mặt chỉ huy của đoàn hiệp sĩ là josali cô cho rằng việc xê ra đến đây có nghĩa là giờ họ có thể trả thù cho những người đã ngã xuống ông tướng đây cho rằng cô nên giữ bình tĩnh ông biết cô nôn nóng trả thù nhưng giờ đa số đều đã kiệt sức cô đành nghe theo mà cho rút quân về để lên kế hoạch pháo đài này có vị trí chiến lược rất tốt trên biên giới nhìn có vẻ chắc chắn nhưng đám rùi vẫn bắt được người chúng chỉ làm để dụ anh hùng chứ đi vào đế quốc thì sẽ có đại tướng lo liệu ông đại tướng được xem là người mạnh nhất nhưng không thể rời khỏi đế quốc lúc về họp rosali không biết là họ có thể làm cách nào để đánh lại lũ rùi xê ra lấy ra một đống khả năng về việc có thể có nội gián hoặc là có thể có kẻ nghe lén nhưng anh cứ có khả năng khiến rosali không chịu được và quyết định công thẳng vào nhưng xê biết cách này không thể được anh sẽ về luyện tập thêm còn họ thì bắt buộc phải bỏ thành, anh cần thêm 3 ngày để luyện tập tức là bằng 1 giờ dưới này. Rosalie nghĩ cả Seja đã đủ mạnh cộng thêm được Zita hỗ trợ thì anh phản bác vì Zita khá vô dụng đối với anh. Nói chung là hiện tại họ chưa có cửa thắng vì nãy anh nhìn thấy thì đã xác định được rõ. Rosalie nghe việc anh chỉ xem lính của cô chết thì rất tức giận, cô cho rằng anh là một kẻ hèn nhát. Zita cố bảo chữa thì Rosalie cho rằng một người bất tử như cô thì không thể hiểu giá trị của mạng người. Seja cho rằng do cô thiếu bình tĩnh và chiến thuật nên mới khiến quân lính phải chết. Cô tức giận đòi tấn công Seja thì bị anh tát thẳng tay. Anh liên tục tát đến khi hai má Josali sưng vù lên. Cô đã bật khóc và lấy kiếm ra đòi chơi tới. Zita muốn anh xin lỗi nhưng anh không làm gì sai thì mắc gì phải xin lỗi. Xem qua chỉ số thì cô cũng khá mạnh so với người bình thường nhưng giờ mà ra ngoài kia thì chỉ chết vô ích. Josali đã bắt đầu gầm gừ nên Seja muốn Zita mở cổng về thiên giới luôn. Ai nấy đều thấy sợ Seja nhưng anh đơn giản là ghét cách suy nghĩ của Josali cứ đi thẳng dù biết không có cửa thắng và không nghĩ về số thương vong mà bản thân sẽ gây ra về vấn đề đối phó với đám rồi thì anh đã có cách anh cần súng đạn hoặc mấy vũ khí tầm xa súng đạn không có nên Zita đành giới thiệu anh với nữ thần cung tên họ đến rừng của nữ thần cung tên mitis và xê ra vào vấn đề chính luôn là muốn được cô dạy dùng cung tên và bắn được bao nhiêu phát một lúc cô có thể bắn được 7 phát nhưng nếu xê ra muốn học thì anh phải dùng được cung tên ma pháp trước anh đã nhờ lulu chỉ cách sử dụng cung tên lửa nhưng cô nhóc từng dùng và anh học ngay trong lần đầu nên mitis thấy anh cũng xứng đáng để theo học cả ba người còn lại bị đuổi về và mát định đi tập luyện với ai đó đột nhiên họ gặp lại si ớt và ông nhận ra hẳn là xê cũng gần đây và nhắc họ cẩn thận với aden vì từ lúc họ đi thì aden miệng cứ lẩm bẩm việc sẽ giết xê nếu bắt gặp nên ông lo là xê có thể bị đâm lúc nào không hay cả ba đã đến tìm aria và cô nghĩ xê sẽ không sao với cả cô cũng thấy mát và lulu có sức mạnh tiềm ẩn nên sẽ giúp cả hai mở khóa nó zita đã đến xem thử aden có sao không thì bị cô phát hiện zita lừa là cô quay về một mình rồi chạy đi cảnh báo Se nhưng Aden đã bám theo đến đây và quyết không tha cho ra nhưng ra chỉ lại vuốt vuốt đầu cô ta mấy cái rồi nhắc nhở mấy câu thì cô ta tha thứ luôn. Zita quay lại chỗ Aria và được cô cho xem tình hình của hai long nhân, mắt thì đã học được cách biến hình đơn bộ phận còn Lulu phát triển được năng lực làm chậm hoặc gia tốc. Aria sau đó nghe việc ra đang tập ở chỗ Mitis thì dặn Zita đi cảnh báo ra gấp, vì Mitis là một nữ thần nghiện sẽ và cô ta bị đầy đến khu rừng là để không đàn ông nào mò đến. Vì việc thần và người giao cấu là cấm kỵ nên họ không thể để ra bị loại bởi thứ nhảm nhí này được. Lúc đến nơi Mitit đã ra cho ra kiểm tra là bắn đứt 3 sợi dây nhưng anh bắn luôn vào đầu khiến cô ta bật dậy lao đến anh. Anh bắn 3 phát thẳng mặt nhưng cô ta vẫn sống vì nữ thần đều bất tử. Cô ta đổi mục tiêu sao mát thì ra bắn 5 phát cùng lúc găm cô ta vào cây. Mitit đã bất tỉnh và ra thấy anh đã chuẩn bị đầy đủ để quay lại. Vừa quay lại thì nghe tin Josali đã bỏ đi một mình nên ra đã cùng đồng đội đuổi theo. Đến một góc vừa đủ để ra tỉa thì họ thấy Josali đã ở tổ của đám rồi. Beo đã chạm mặt cô ở đây và cô có phép bảo hộ nên xê ra sẽ để cô ta làm mồi nhử để tỉa chết tên Beo. Nhưng mấy ông tướng kéo đến làm đám rồi cũng kéo đến, xê ra vẫn bình tĩnh ngắm bắn. Nhưng Beo đã tóm Rosali buộc xê ra phải để Zita ra làm mồi thay để Beo không trốn đi. Cô bay ra dụ tên Beo nhưng hắn biết cô ở đây thì anh hùng cũng vậy nên bay lên cao hơn. Rosali còn nói ra việc xê ra đã đi tập luyện nên hẳn là xài được cả cung nên hắn càng bay lên cao hơn và định thả Rosali xuống. Nhưng một mũi tên đã sượt qua khiến Rosali rơi theo và được Zita đỡ được. Beo nhận thấy ra hẳn đang ở đâu đó trên mây, anh bắn đến bảy mũi tên và Beo né được và lao đến tìm anh, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã bị một lỗ trên người. Hai cô gái nhận ra mũi tên mà ra đã bắn được hóa thành chim và quay lại tấn công. Những con chim khác đã xử nốt và ra một lần nữa chiến thắng. Anh sau đó đã giao lại việc cho Matt và Lulu, nhưng ra đã tỉa như súng máy chết sạch đám rồi và việc anh giao là kêu cả hai đi gom xác rồi lại để anh đốt một thể. Rosalie dù vẫn còn cay ra và vẫn không thừa nhận nhưng cũng phải nói ra tin báo rằng tại ngôi làng người lùn có một bộ giáp huyền thoại sẽ giúp anh hùng chống lại được ma vương cả nhóm nhanh chóng dùng cổng không gian quay lại nhưng nơi đó đã bị thiêu rụi bởi người bán hàng trước đây ông ta là một trong tứ thiên vương ông ta đã gọi đến một con nhện và để nó phá đi bộ giáp huyền thoại để anh không thể dùng nó mà đánh bại ma vương ông ta đã đánh đổi mạng sống của cả làng này và giờ là của chính ông ta để gọi ra sinh vật mạnh mẽ nhất xê ra cho mở sẵn cổng đề phòng sinh vật kia vừa xuất hiện thì cả hai đo thử nhưng nó mạnh đến mức mọi chỉ số đều loạn lên dùng chiêu vào nó thì nó nhân đôi lên thành hai con nó bắn một phát và xe ra buộc anh phải ném ra cầu lửa rồi đưa cả bọn chạy trốn anh quay lại và nhờ zita chữa cho vết chảy này đột nhiên sinh vật kia bám theo đến tận đây cả nhóm cắm đầu chạy vì xe ra không biết cách đánh lại nó các vị thần liên tục đứng ra chiến đấu với nó nhưng đều bị đánh bay anh chạy đến chỗ aden và nhờ cô xử lý giúp cô chém tán bóng ma kia và nó phân thân ra đập cô một trận xe ra dùng đến cách cuối là dẫn nó đến chỗ vakiji và để nó phá hỏng tranh mà vakiji đang vẽ cô ta tức điên lên và đấm vỡ đầu hồn ma nhưng không tác dụng dùng xích khóa lại cũng vô dụng. Vakiji đã phải mở bỏ giới hạn và tạo ra cổng Vahala và nhốt hồn ma trong đó, chiêu thức này có thể tiêu diệt hoặc phong ấn kẻ địch, nhưng cái giá đánh đổi chính là sinh mệnh của người dùng, nếu con người sử dụng thì kiểu gì cũng chết. Seja lại yêu cầu Vakiji chỉ dạy và cô tạm chấp nhận vì Seja dường như đã hiểu ra gì đó, nhưng một điều ngoại lệ là cô sẽ không dạy anh dùng cổng Vahala. Cặp đôi Long Nhân cũng đi tìm Aria để học tiếp còn Seja thì lấy mảnh còn sót lại từ bộ giáp để tổng hợp vào kiếm tuy kiếm này không giết được ma vương nhưng ít nhất là sẽ không bị gãy zita thì bị chê hôi nên cô đi tắm cô gặp lại si ớt và ông cho biết itta có gọi cô đến itta cho biết là thiên vương còn lại đã bắt đầu hành động nên cần họ chuẩn bị lên đường sớm nhất có thể với cả bà cũng khuyên cô đi tắm cô sau đó đi đón cặp đôi long nhân và cả hai đã mạnh hơn và thuần thục với kỹ năng hơn cô sau đó đi đón xe ra thì anh đang xếp hình với vakiji cả hai đều gọi đây là luyện tập zita lấy ra con búp bê làm bằng tóc của cô và cho rằng cô đã cố làm cái này để nó có ích hơn với xe ra và khi di thấy hơi sợ zita nên chuồn đi xe ra cũng chê cô hơi dị nhưng vẫn cố giải thích cho cô hiểu rằng vừa rồi chỉ là bài tập luyện cả nhóm sau đó đã lên đường và zita nhận thấy lần này xe ra không hề nói là đã chuẩn bị kỹ càng khi lên đường cả nhóm đến kinh thành và quân của thiên vương đã đến đây nhưng thiên vương vừa bước lên thách thức thì đại tướng đã đứng ra một mình xử lý cả thiên vương lẫn đám quái phía sau cả nhóm bất ngờ vì chỉ số của ông cao đến vậy đang thắc mắc sao ông lại không tham gia đánh ma vương thì đột nhiên ông bị biến lại thành trẻ sơ sinh Josali đến và cho biết đây là lời nguyền của cha cô. Cả nhóm sau đó vào thị trấn một lúc để giải trí và xê ra có để ý đến cửa hàng thảo dược. Zita cho rằng khả năng trị thương của cô lớn hơn nên ông bán thảo dược và cô đã cùng chữa cho một người và thảo dược thắng. Lúc về gặp lại Josali, cô cho biết cha cô đã bị ma vương ám lời nguyền lên khiến ông mỗi khi kiệt sức thì hóa lại thành em bé. Cô không muốn để cha phải chiến đấu ở ngần này tuổi nên nhờ xê ra từ chối nếu ông có ngỏ lời. Lúc đại tướng trở lại bình thường thì ông đã nhờ xê ra đi xử lý đám quái đang kéo đến. Zita bị bỏ lại vì giờ tác dụng của cô còn không bằng cây thảo dược. Đại tướng sau đó đã đưa Zita đến một căn phòng và cho cô biết việc khi các nữ thần giáng thế thì đây sẽ chỉ cơ thể giả của họ bởi cơ thể thật thì ở thiên giới. Nhưng Ma Vương đã làm ra cách để ngăn cách linh hồn bên trong thoát ra ngoài và trở về thiên giới. Và đại tướng cũng có một món như vừa kể. Ông ta định xử cô vì trước đây ông ta muốn làm người hùng nhưng lại thua trước Ma Vương và rồi ngưỡng mộ Ma Vương và rồi tôn thờ. Ông ta sau đó đã tóm cô lại và tính cho cô một cái chết. Nhưng xây ra và mọi người đã đến anh cứu được Zita và sút cô về chỗ hai đứa nhóc. Lý do anh quay về là vì anh luôn nghi ngờ mọi thứ có thể xảy ra. Đại tướng thấy anh thận trọng một cách vô lý thì đã nuốt viên thuốc ma vương cho và trở lại trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Cả hai đã lao vào đấu kiếm ác liệt và Zita muốn Lulu tăng tốc cho ra nhưng trước khi vào đây cô nhóc đã làm điều đó lên ra rồi. Đột nhiên ra bị chém đứt tay nhưng anh vẫn gắng gượng trả đòn và lấy lại một tay của ông. Anh sau đó lao đến vói đòn Phượng Hoàng và ông ta đã lấy tay đỡ và cái kết thì vẫn là ra đi. ra đã nhờ Zita gắn tay lại và dùng hồi phục. Rosalie thì không muốn nhận người cha này nữa nhưng Seja vẫn muốn hồi phục cho ông và rồi tát. Cho Rosalie tỉnh ngộ rằng cô nên trân trọng cha vì ông có thể ra đi lúc mà cô không hề hay biết. Ông đã chịu tỉnh ngộ và xin lỗi con gái trước khi chính thức ra đi. Vài ngày sau, lễ tang cho đại tướng đã diễn ra và Rosalie sẽ lên ngôi nữ hoàng. Cả nhóm thì nghĩ Seja sẽ lại đi tập luyện nhưng anh cho biết là tối nay anh sẽ đi mua vài thứ nên cho cả nhóm xả hơi một hôm. Chiều hôm đó, Zita và cặp đôi trẻ đã đi mua ít đồ và cũng nghe được việc nơi này có hồ nước nóng nên dự định đến luôn nhưng sau khi đi mua về thì họ không thấy xe ra đâu nghĩ là anh mải mua sắm nên cả ba đi tìm ở những tiệm mà xe ra có thể ghé qua nhưng không một ai biết bất lực vì không biết xe ra đang ở đâu thì đột nhiên aria tìm đến và muốn cả ba đi theo đến gặp ita bà cho họ biết xe ra đã tự mình đến lâu đài của ma vương mà không cần luyện tập gì và anh đi một mình là vì không muốn đồng đội gặp nguy hiểm anh luôn cố tỏ ra lạnh lùng là để không ai phải gặp nguy hiểm vì đi theo anh tất cả đều từng được anh cứu giúp và lý do anh không luyện tập thêm nữa là vì chỉ số và cấp độ của anh đã đạt mức cao nhất anh không nói ra là vì sợ mọi người lo lắng mắt nghĩ là anh có kiếm thánh nhưng zita nói sự thật ra rằng đó là hàng giả việc không có thánh kiếm và giáp huyền thoại buộc anh đã phải học cổng vahala từ vakiji cô đã bị quyết tâm của ra lay chuyển nên mới trao cho anh và zita rất suy sụp vì nếu ra dùng nó thì anh sẽ mất mạng cô không hiểu sao anh phải làm đến như vậy thì ít ta muốn cô chắc chắn trước khi xem lại quá khứ trước đây aria là nữ thần hỗ trợ cho tổ đội của ra trong nhiệm vụ giải cứu thế giới có độ khó cấp b cũng chính là thế giới duy nhất mà cô đã thất bại trong việc cứu rỗi Xê ra thời đó là một người vội vã và cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽ thành công. Cô gái Tiana này là hồi phục sư cho cả nhóm và trong lúc đánh chi mê ra thì họ đã gặp rắc rối cực kỳ lớn nhưng vẫn may mắn xoay sở được. Anh lúc đó rất ghét việc luyện cấp nhưng đánh nhau thì lại rất khá, cả đội cứ trông cậy vào nhau và cứ thế vượt qua nhiều thử thách. Cho đến khi chỉ còn ma vương thì Xê ra đã không chịu đến làng của hiền nhân để lấy thông tin về ma vương mà chỉ ỷ vào việc là đã có sẵn vũ khí. Để rồi khi chạm mặt thì họ đã không biết việc ma vương có hai mạng và rồi thất bại. Cezar phải nhìn toàn bộ đồng đội bị ăn thịt bởi ma vương. Tiana thì có con với Cezar và anh đã cúi dập đầu để cầu xin nhưng kết quả thì vẫn là chết hết. Aria trách bản thân nên mới khiến nhiệm vụ lần đó thất bại. Còn Ita thì cho Zita biết cô chính là công chúa Tiana đó. Vì làm việc tốt nên cô đã được tái sinh, cả hai gặp lại nhau ắt cũng là nhờ định mệnh sắp đặt. Và Cezar hẳn là vẫn còn bị cảm giác tội lỗi ám ảnh nên anh mới thận trọng đến mức quá đà như vậy. Và lần đầu anh mở bảng thông tin lên thì cũng đã đọc lại được lời nhắn bản thân viết lại. Zita quyết định sẽ đi giúp Seiza bất chấp cái giá phải trả. Matt và Lulu cũng đi vì cả hai vẫn chưa thể trả ơn cho Seiza. Cả ba cùng nhau bước qua cảnh cổng để đến với lâu đài ma vương. Cả ba đã đến ngay lúc Seiza chiến đấu. Anh đã dùng luôn cổng va và nhốt ma vương lại. Nhưng hắn vẫn cố thoát ra nên anh đã lao đến dùng kiếm tấn công. Nhưng kiếm này không có tác dụng nên anh đã dùng búp bê làm từ tóc Zita để tổng hợp với gai trên cổng và làm ra thanh kiếm không thuộc về thế giới này và rồi phong ấn hoàn toàn ma vương. Seja bắt đầu chịu ảnh hưởng từ cổng buộc Zita phải chấp nhận mở khóa giới hạn bất chấp việc này là phạm luật và cô có thể sẽ mất chức vị nữ thần, nhưng cô đã sẵn sàng đánh đổi. Cô dùng hết sức và chữa được thành công cho ra anh ngay lập tức quay lại tâm trạng thiếu tôn trọng như trước, nhưng cổng Vahala vẫn chưa mất. Ma Vương lại chui ra để kéo họ đi chung, ra đã dùng thêm một cổng nữa để nuốt Ma Vương lẫn cánh cổng đầu tiên vào hư không. Cánh cổng sau đó đã yêu cầu tính mạng của anh làm phí. Cơ thể ra bắt đầu nứt vỡ và dù có chữa ra sao cũng không thể kịp được, anh đã cảm ơn Lulu vì đã giúp trong trận chiến với đại tướng. Anh căn dặn mát là sau này phải giúp đỡ Josali khôi phục lại thế giới. Và Zita, anh cảm ơn vì cô đã luôn giúp đỡ. Cảm giác quen thuộc giúp anh nhận ra cô chính là Tiana mà anh yêu năm xưa. Anh thấy mừng vì giờ đã có thể bảo vệ được cô. Cơ thể xê ra sau đó cũng tan vỡ và để lại sau đó là nước mắt của những người bạn và cả nước mắt của người xem. Zita sau đó đã tạm biệt Rosalie và cả mát cùng Lulu để chính thức ra về. Việc không có xê ra ở đây khiến cô không còn niềm vui nào. Aria đã đến đưa cô đi gặp Ita để nói về việc cô đã phạm luật. Ai nấy đều đến cố an ủi Zita nhưng cô vẫn chẳng vui lên là mấy. Lúc đến gặp Ita, bà cho biết cô đã phạm luật và sẽ bị phạt là phải giải cứu một thế giới có độ khó cấp sĩ số. Nơi đó đã bị ma vương chiếm lĩnh và năng lực của cô cũng sẽ bị phong ấn. Nhưng có một ngoại lệ là bà sẽ cho cô được đồng hành cùng xê một lần nữa và thế là một thử thách khó hơn đang chờ ở phía trước. Nhưng cô vẫn vui vì có thể gặp lại xê và cùng anh cứu thế giới một lần nữa. Phim đến đây cũng là kết thúc. Tạm biệt.